Tôi làm cho bạn các câu số 9. Câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của tỉnh Hà Nam năm học 2023-2024. Nội dung câu hỏi này nó khá trùng với các câu hỏi chuyên quản trị 2008-2009. Các bạn xem giúp thầy nha. Đề cho như sau này. Hòa tan hỗn hợp gồm có hai muối của sắt với lưu huỳnh vào lượng dư H4 đặc tổng thì thu được muối sắt 3 SO2 và nước. Hấp thụ SO2 qua KMnO4 vừa đủ thì thu được dung dịch A. Để trung hòa lượng axit có đông A thì cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH? Rồi chúng ta nghe kỹ. Như vậy trong trường hợp này mình thấy này, ở đây nếu em để FeS và FeS2 tác dụng H4 đặc nóng thì vẫn ra thôi. Tuy nhiên là phương trình chúng ta hơi phức tạp. Do đó ở đây thầy sẽ chỉ bằng có một phương pháp tốt hơn. Đó là chúng ta sẽ quy đổi hỗn hợp như sau. Ở đây mình có FeS2 và FeS. Số mol là 0,02 mol. Cho nên là 0,03 mol. Thì đây mình sẽ quy đổi nó về sắt và lưu huỳnh. Bên trong này thực chất có hai nguyên tố thôi. 0,02 cộng 0,03 bằng 0,05 mol. Tiếp. Lưu huỳnh là 0,02 nhân 2 cộng 0,03 bằng 0,07 mol. Hiểu vấn đề không? Rồi tiếp. Bây giờ nè. Bây giờ là khi đó mình sẽ cho hai chất tác dụng với H4 đúng không? Phương trình này. FeS4. Fe cộng H4 đặc nóng. Đây mình xin muối sắt 3. SO2 và nước. Đây là phương trình 1. Ta đi cân bằng phương trình này. Đây mình sẽ đặt lại 2 qua đây, 3 qua đây. Đây 6 qua đây là 6. Số mol số mol đây có rồi, 0,05. Chuyển qua đây thì nó là 0,025. Bấm đi mời, 0,05 nhân 3 chia 2, 0,075 đúng không? Rồi tiếp tục. Cái đó mình có lưu huỳnh này. Lưu huỳnh bây giờ ta dùng ở H4 đặc nóng. Thì đây nó sẽ sinh khí SO2 và nước. Để cân bằng phương trình này thì chúng ta bám oxy, oxy đây chẵn này. Đây chẵn này, mà đây lại cho đây 2. 2H2, 2H2 đủ. Từ trên. Cái đó mình có bên đây là máy oxy, 8 oxy. Đây 2 rồi. Thì chỗ này càng 6, 2 thì nhân 3 là đủ. 3 lưu huỳnh. Đây 1, đây 2 đủ 3. Được chưa? Số mol lưu huỳnh có đó kìa, 0,07. Mình chuyển qua SO2 thì nó sẽ là 0,21 đúng không em? Rồi. Để yêu cầu chúng ta là hấp thụ cái lượng SO2 trên bằng KMnO4 vừa đủ thu được dung dịch A. Khi đó mình có phương trình tiếp theo này. Khi đó là SO2 được tác dụng với dung dịch KMnO4. Trong dung dịch là có nước nữa. Được chưa? Tương tự như brom thì thằng này là bà già sẽ chia bằng 2 mất máu. Thì KMnO4 nó cũng làm SO2 mất màu. SO2 làm KMnO4 mất màu. Tính chất quan trọng nhất của SO2 là tính tẩy màu nha. Thì bạn hiểu như thế này. SO2 khi tác dụng máy này thì sẽ về SO4. Được chưa? Nhưng ở đây mình sẽ có, đó là gì? Có kali, có mangan và hydro. Như vậy nó sẽ tạo thành K2SO4, MnSO4 và H2SO4. Thì vấn đề không? Rồi cân bằng thì chúng ta sẽ cân bằng theo ô sắt thử đi. Này là dương, đây là dương 4 này. Đây cộng 1 này, trừ 2 để tổng bằng 0. Thằng này dương 7 này. Thằng này về đây là dương 2. Về đây là dương 6. Vậy ta thấy SO2 chúng ta tăng. Còn thằng này từ 7 về mấy? 7,2. À đây là có là 2. Từ 7 về 2 cách là 5. Chúng ta bắt chéo cho nhau là 5,2. Được chưa em? 2 kali đủ.
2 mangan đủ. Bên này có tất cả là 5 lưu huỳnh. Đây một lưu huỳnh rồi, đây hai lưu huỳnh. Thì bên này còn lại là hai lưu huỳnh. Hiểu không ạ? 2H2 thì bên này sẽ là gì? 2H2. Chúng ta kiếm mã trao oxy cho thầy đi. 10 oxy đi. 10 cộng cho 8 là 18, 18 cộng 2 là 20. 4. 4 với 12 với 8 là 20 chứ nè. Được chưa? Rồi. Khi đó số mol của thằng này có rồi, 0,075. Số mol SO2 là bao nhiêu? 0,075 cộng cho 0,21 và bằng 0,285, đúng không em? Rồi. Cái đó điều cầu của chúng ta này. Chúng ta thu được dung dịch A, dung dịch A thì có một chất, hai chất, ba chất. Nhưng mà người ta yêu cầu chúng ta là có đi trung hòa bởi NaOH thôi. Tức là chúng ta chỉ quan tâm tới axit thôi, hiểu không? 0,285 nhân 2 chia 5 giúp thầy bằng nhiêu? 0,114 mol, được chưa? Khi đó chúng ta có phương trình tiếp theo, đó là gì? Phương trình tiếp theo đó là H2SO4 điểm trung hòa bởi NaOH. Thì vấn đề không em? Để tạo thành Na2SO4 cộng cho H2O. Được chưa? Đây là phương trình số 2 này. Đây là phương trình số 3 và đây là phương trình số 4. Số mol của 24 đã có rồi, 0,114. Nhưng chiều qua đây thì nó sẽ là 0,228. Được chưa? Điều cầu chúng ta là gì? Điều cầu chúng ta là tính cái thể tích NaOH cần để trung hòa. Ok. Thì thể tích dung dịch NaOH thì dễ rồi. Cái mol chia cho nồng độ mol 0,228 chia cho bao nhiêu đây? Chia cho 0,1 bỏ bằng 2,28 lít. Được chưa? Cái kiến gì không em ơi? Và thầy đánh giá của mình câu này, đây là cái làm tối ưu rồi, không có cách nào tối ưu hơn nữa thôi. Ở đây nếu bạn để nguyên bản mà làm vẫn được, tuy nhiên là chúng ta sẽ bị rối chỗ cân bằng. Được chưa? Vì thế nên theo thầy thì chúng ta nên quy đổi. Thế thôi.